Tiếp chấp 71 của bộ truyện đệ tử tu luyện, ta nằm chơi thành tiên đế. Lúc này ở bên ngoài hoàng bài, bầu trời đột nhiên mây đen kéo đến vần vũ. Không gian trở nên tối sầm lại khiến những người tham dự đang ngồi trên khán đài không khỏi hoang mang đặt câu hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao không thấy tam công chúa đâu thế? Thấy sắc trời đột ngột chuyển sang u ám, cộng với việc doanh tinh nguyệt mãi không thấy ra, Tần Vương ở bên trên đài cao cũng cảm thấy bất an trong dạ, đứng ngồi không yên, thầm lo lắng nhủ bụng, Sao lại như vậy? Trước đây các đời hoàng đế kế nhiệm chỉ dùng linh lực xây dựng mối liên kết với hoàng bài. Trên hoàng bài sẽ xuất hiện ra họ tên, việc trời đất thay đổi như trước mắt, cảnh tượng người kế thừa bị hoàng bài hút vào chưa từng thấy bao giờ. Mọi người tiếp tục dán mắt theo dõi sự biến chuyển của bầu khí quyển trên cao bằng vẻ mặt hoảng hốt kinh hãi tột độ. Một tên đệ tử lầm nhầm hỏi. Đó là gì thế? Người đồng tu bên cạnh toát mồ hôi hột đáp lời. Đây nhất định là trời cao bất mãn tam công chúa kế vị. Giáng thần phạt xuống. Đúng lúc đó những tiếng dẫm chân bình bịch được tạo ra từ vô số bàn chân đang gõ mạnh trên nền đất. Trông thấy một đoàn người hùng hậu đang rồng rắn nối đuôi nhau tiến về phía trung tâm võ đài. Khán giả bên trên bắt đầu xì si sầm to nhỏ. Đó là ai vậy? Hình như là đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Lúc này bên dưới nền trời mây đen xám xịt đang phủ sấm chớp đùng ầm. Hai vị hoàng tử của đại tần quốc cầm đầu đoàn quân ham hở xông vào làm loạn. Đại hoàng tử đi tiên phong lớn giọng nói. Bọn ta phản đối danh tinh nguyệt kế thừa đại thống. Hoàng đế đại tần vội đứng bật dậy cho mày hỏi. Hai người các con muốn làm gì? Nhị hoàng tử giơ bàn tay phải lên hướng về phía bầu trời nói ngay ý định. Bọn con là tới xin phụ hoàng thu hồi thánh mệnh. Trời giáng thần phạt. Chứng tỏ tam muội không phải là người mang mệnh trời. Không được kế vị. Hắn vừa nói tới đây thì trên tầng cao đen thảm bỗng lóe sáng bởi những tia lôi điện. Kèm theo thanh âm đùng đùng chói tai như để minh họa cho lời hắn nói. Nhìn thấy không gian mỗi lúc mỗi tối sầm hơn, những khán giả yếu bóng vía cũng hoảng hồn hét lên trời ạ à, trong chớp mắt mây đen trên trời dày đặc lên rồi lẽ nào thật sự là thần phạt đại hoàng tử đứng chấp tay sau lưng mỉm cười gian ác ham dọa nếu hôm nay phụ hoàng quyết làm theo ý mình vậy con cũng chỉ có thể giấy binh sửa lại thiên mệnh thôi bên trên khán đài mọi người bắt đầu náo loạn cả lên bát nháo la hét nơi này đã bị bao vây rồi đại hoàng tử nhị hoàng từ đây là muốn bức cung nhưng nhưng thiên tượng cũng rất đáng sợ đại hoàng tử ngước mặt nhìn lên đài cao nơi có tần vương đang ngự chấp tay cung kính tha thiết và nài nhi thần ở đây khẩn xin phụ hoàng thu hồi thánh mệnh nhưng gương mặt của hắn và đệ đệ rõ ràng là thể hiện thái độ dân đe bức ép đến cùng binh tướng của hai người bọn họ cũng đồng loạt hạ gối quỳ xuống đất bọn họ chấp tay phủ phục miệng không ngừng hô hào theo để gây sức ép cho tần vương tam công chúa kế vị vi phạm ý trời khẩn xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh thấy tình cảnh đang diễn ra căng thẳng theo chiều hướng bất lợi cho danh tinh nguyệt trúc tuyên thiên nữ lo lắng hỏi tam công chúa sẽ không có chuyện gì chứ tiêu huyền đứng chấp tay sau lưng thái độ vô cùng điềm tĩnh mỉm cười đáp yên tâm đi không những cô ấy không sao còn nhận được một cơ duyên nữa sở dĩ tiêu huyền phát biểu đầy tự tin như vậy là vì trong đầu anh lúc này đang hiện ra thông báo của hệ thống tin tức ký chủ giúp đồ đệ đăng lâm đế vị thành công kích hoạt thể chất bá đạo trí tôn đặc biệt địa giai phần thưởng đền đáp gấp 1.000 lần, nhận được hậu thiên hỗn độn thể địa giai. Giới thiệu, hậu thiên hỗn độn thể, thể chất địa giai đặc biệt, tốc độ hấp thu linh khí tăng lên gấp 10 lần, khi tu luyện kết hợp với các loại công pháp nâng cao thể chất. Đột phá cảnh giới thiên giai, có thể hấp thu khí bổn nguyên hỗn độn để tăng trưởng, ngưng tụ thể hỗn độn trời sinh. Tiêu Huyền nhẩm đọc lời trích dẫn của thể chất mới rồi thầm cảm thán trong lòng. Vốn biết sau khi kích hoạt thể chất bá đạo trí tôn sẽ rất kinh khủng nhưng không ngờ còn mạnh hơn mình tưởng tượng nhiều. Sau đó Tiêu Huyền nói với Trúc Tuyên bằng giọng đầy chắc chắn, Tam công chúa sẽ ra nhanh thôi. Lời anh vừa dứt thì hai luồng linh quang vàng rực từ không gian hoàng bia bất thình lình dội thẳng lên trời khuấy đảo không trung. Doanh tinh nguyệt hiện ra cất giọng nói đầy uy quyền, chấm đã thành đế. Cô quắc mắt nhìn những người bên dưới nghiêm mặt hỏi, thiên mệnh đã thành, ai dám không nghe theo ở phía sau cô là tên Diệp Phàm đang đứng chống nạnh cười ngạo nghễ nhưng không ai chú ý đến hắn. Thần dân của đại tần thấy sự xuất hiện của Danh Nguyệt liền nhao nhao nói, là tam công chúa. Lúc này hai luồng linh quang cũng đã xua tan hết mây đen u ám trả lại một bầu trời nhàn nhạt, nhạt nắng như trước. Thấy Danh Tinh Nguyệt đang từ từ hạ người đáp xuống, bao quanh cơ thể cô vẫn còn phảng phất những vệt vàng sáng bay phấp phới, một người phấn khích reo lên, "Đây, thánh quang chiếu rọi, là thiên mệnh đế hoàng." nhị hoàng tử gương mặt bất giác chuyển sang sừng sờ chột dạ hắn đánh mắt nhìn sang người huynh trưởng của mình không thốt nên lời trong khi đó đại hoàng tử vô cùng tức giận nghiến răng canh kết thầm tự hỏi đó là danh tinh nguyệt sao hoàng đế đại tần vui mừng hết lớn ông giang rộng vòng tay chào đón sự trở lại của đứa con gái bảo bối mỉm cười hân hoan nói ha 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 thánh quang chiếu rọi thiên mệnh đế hoàng chẫm xem ai dám phản đối con gái chẫm đăng cơ Doanh tinh nguyệt đi về phía tần vương cảm thấy vô cùng tự hào gọi. Phụ hoàng, tần vương nắm hai vai con gái hạnh phúc nói. Tinh nguyệt, vất vả cho con rồi. Tên Diệp Phàm cứ tò tò theo sau doanh tinh nguyệt. Không cần biết có ai chú đến mình không. Đúng lúc này tiếng của thần dân đại tần quốc vang lên đầy khí thế. Chúc mừng tân hoàng đăng cơ đế vị. Khiến hoàng đế và doanh tinh nguyệt giật mình thoát ly khỏi giây phút tương phùng xúc động. Tất cả mọi người ở trên khán đài đồng loạt cúi đầu tiếp tục hô hào vang dội đại tần thiên thu vạn đại trường tôn bất bại tân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thấy danh tinh nguyệt đã nhận được sự ủng hộ của toàn dân trong thiên hạ đại hoàng tử càng tức giận sục sôi hắn cắn chặt răng quyết phen này phải cá chết rách lưới với hoàng đế nếu phụ hoàng người đã bất nhân bất nghĩa vậy đừng trách bọn con đồng thời lấy ra một tấm lệnh phù bằng kim loại sau đó hắn đưa tay đẩy tấm lệnh phù bay lên một luồng khí tức sắc tím tỏa ra bao lấy tấm phù như ngọn lửa ngụy cửu sửng người kêu thầm trong bụng hửm ừ, đó là lệnh truyền tống trận khí tức sắc tím từ tấm lệnh phù càng lúc càng tỏa ra mạnh mẽ trong thoáng chốc đã bày ra một trận pháp ngay chính giữa võ đài gồm một vòng lớn được kết nối phù văn bởi sáu vòng tròn nhỏ nằm đối xứng xung quanh dã tâm quá lớn khiến đại hoàng tử dần mất đi tính người và không màng tình cảm ruột thịt thiêng liêng hắn cười độc ác thông báo ta đã liên hệ với long viêm thượng quốc ngay lúc này 10 vạn tinh binh đã đợi ngoài cổng thành đợi ta khởi động đại trận truyền tống tiếng hắn vang vọng ra xa bay đến nơi có trùng trùng điệp điệp quân lính ngoại bang đang đứng đợi sẵn hắn vô cùng tự tin với kế hoạch đã chuẩn bị trước hà hê tuyên bố 10 vạn tinh binh sẽ lập tức nhấn chìm nơi này nghe mấy lời đại nghịch bất đạo của hắn tần vương nổi trận lôi đình đôi mắt ông toát ra hai tia linh quang phẫn nộ rồi ông chỉ tay về phía đứa con ngỗ nghịch quát mắng nghiệp chướng ngươi lại cấu kết với ngoại địch đại tần có hoàng tử xúc sinh như ngươi đúng là bất hạnh của quốc gia